Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay video này không phải là video game, video này là mình có một trò chơi với mọi người. Đó là chúng ta sẽ tham gia quy số để nhận cái phần quà này. Thì luật chơi của mình nghe thì mọi người sẽ là lấy một số là 20.000. Khi mà đủ 30 số thì mình sẽ mở quy số. Còn nếu mà tới cái thời gian mà chưa đủ 30 số á, thì mình sẽ hoàn tiền lại cho mọi người hết. Nên mọi người cứ yên tâm. Thì cái phần quà này thì mình cũng đã có đang và bán đó. Trên trang chính đó. Mình chỉ nhận là tập và order thôi. Tập và mấy chiếc hàng đi thôi. Hôm nay mình sẽ chơi được nha này. Thì nếu mà các bạn không có trúng thì mình chỉ mất có 20.000 thôi, thì nó sẽ rẻ hơn là khi các bạn mua trực tiếp. Là đây, người hàng nó còn trong đây. Đây là một cây đèn, này là cây đèn màu vàng, đúng rồi màu vàng. Trong hộp mình cũng chưa khui nữa đây. Thì đây một số 20.000 một người, thì có thể chơi nhiều số, thì đủ 30 số thì mình sẽ mở quay số chính thức trên livestream luôn. Thì nên mọi người cứ yên tâm, thì mỗi lần một người tham gia thì mình sẽ cập nhật ở cái bài viết này luôn cho mọi người biết là bao nhiêu người. Và nếu tới cái thời gian mà mình viết đi nếu mình coi thời gian là bao đi, thì nếu mà không đủ người tham gia thì mình sẽ hủy bỏ và mình sẽ hoàn lại tiền cho mấy bạn. Mấy bạn nếu bạn gửi về, mấy bạn gửi gửi tiền về và ghi số của mình và tên người để mình làm cái danh sách để quay số. Còn cái tài khoản thì mọi người có thể coi trong link bio mà mình đã gắn trên cái tài khoản chính của mình đó, tài khoản top top hoặc là IT đồ đó, mình đều có hết trơn nha. Đó, thì đây là một cái trò chơi tương tác lâu lâu mà mình làm thôi. Bạn tham gia thì rất vui. Ngân hàng này là hàng mình lấy nước ngoài về, mua nước ngoài chứ ở đây không có bán nha mọi người. Đây. Rồi, ok, video mình vậy thôi. Sẽ để link bên dưới cho mọi người tham gia nha.